Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình đã có học được là những cái lệnh để chúng ta tương tác, tác động vào workbook và worksheet. Thì tiếp theo video hôm nay mình sẽ học một số cái lệnh để chúng ta tương tác vào cái đối tượng range trên Excel, đối tượng nhỏ hơn workbook và worksheet. Thì range nó được định nghĩa là nó được trỏ vào ô hoặc là một cái khối ô trên Excel. Khối ô này có thể liên tục hoặc là không liên tục. Thì để mà dễ hiểu thì mình sẽ lấy một số cái ví dụ để cho các bạn hình dung. Thì tương tự mình cũng mở cái trình soạn thảo VBA lên. Ví dụ trong Excel thì khi mà chúng ta chọn một, ở đây mình sẽ tạo ra một cái sheet mới ha. Trong Excel để mà mình chọn một cái khối ô như này hoặc là mình chọn một ô nào đó thì mình sẽ dùng chuột mình kích vào đó hoặc là mình bôi đen. Nhưng mà Excel nó sẽ làm như sau, nó sẽ dùng cái lệnh ví dụ như mình chọn ô A1 và mình ghi cho nó một cái số 1 đi, thì mình sẽ sử dụng là range, chúng ta mở ngoặc và đặt cái địa chỉ ô đó vào trong dấu như kép, ví dụ như ô A1. Để chọn cái vùng đó thì mình đặt nó là, mình chọn cái phương thức là select, các bạn nhấn enter đó thì nó sẽ chọn. Bây giờ giả sử mình chọn từ A1 đến A3 thì các bạn chỉ cần là gõ range của A1 2.A A3, được chưa? Đóng ngoặc lại và chúng ta đóng dấu ngoặc kép chấm select. Đó, chúng ta enter thì nó sẽ chọn. Nó khác với Excel. Excel mình muốn chọn là trong công thức Excel thì nó sẽ bằng là này, mình bôi như này, A1 2.A3, nhưng mà trong VBA thì mình sẽ ghi rõ là range của A1 2.A3.select. Giả sử như bây giờ mình sẽ điền dữ liệu vào ô A1, range ô A1 chấm value. Value có nghĩa là giá trị đó, chúng ta cho nó là bằng 1, nhấn enter. Các bạn thấy không? Ví dụ như mình sẽ chọn hai khối ô rời rạc. Hai khối ô rời rạc, ví dụ như mình chọn từ A1 đến A3 và C1 đến C3 đi, thì các bạn sẽ viết như sau: range của A1 2.A3 và chúng ta phẩy một cái, rồi chúng ta ghi là A C1 2.C C3, chúng ta đóng ngoặc kép lại, đóng ngoặc lại. Và giả sử ở đây mình sẽ tô màu cho nó interior chấm color và mình cho nó màu đỏ đi, VB red. Được chưa? Và chúng ta nhấn enter. Thì các bạn thấy được là hai cái vùng này nó được tô màu. Đây là cách mà chúng ta sẽ chọn hai khối ô rời rạc. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn chọn 3 ô rời rạc thì sao? Chúng ta sẽ chọn 3 ô rời rạc thì chúng ta tương tự thôi. Ví dụ như A1. Không, bây giờ chọn là B đi. B1 và phẩy B3 phẩy C5, ví dụ như thế, đóng ngược lại. Và giả sử như chúng ta sẽ tô màu cho nó interior chấm không, mình chọn là phong đi chấm color. Phong color có nghĩa là mình sẽ tô màu chữ cho ô, còn interior là nó sẽ tô màu nền nha. Và mình sẽ bằng VB green chẳng hạn, màu xanh. Chúng ta nhấn enter. Các bạn chưa thấy gì đúng không? Chưa thấy gì bởi vì chúng ta chưa ghi chữ vào mà. Bây giờ chúng ta ghi chữ vào ô B1 thì nó sẽ là màu xanh chứ không phải là màu đó. Thấy chưa? Hoặc là B3 đây. B2 thì mình chưa chọn cho nên nó vẫn màu đen, đúng không? Và chọn C5. Đây, C5 ví dụ như đây. Nhưng mà C6 nó vẫn màu đen nha. Đó. Thấy chưa? Rồi tiếp ví dụ như mình chọn nguyên một dòng thì sao? Ví dụ nguyên một dòng 6. Hết dòng này thì chúng ta gõ trong VBA thì sao? Đó là sẽ bằng là range của dòng, thì chúng ta sẽ dòng 8 đi thì mình sẽ là 8 2.8. Và chúng ta giả sử chúng ta sẽ cho cái này cái dòng này là chữ nghiêng thì chúng ta sẽ chọn là font chấm italic và bạn true, như là nhấn enter. Chúng ta chưa thấy gì là bởi vì chúng ta chưa gõ chữ vào mà. Gõ vào chữ vào thì các bạn thấy chữ y nghiêng không? Đó, y nghiêng, thấy chưa? Rồi bây giờ mình muốn chọn một cột thì tương tự, mình sẽ copy cái này xuống cho nó nhanh nha. Copy xuống. Cột thì mình vẫn là range. Ví dụ như mình chọn cột E đi, E 2 chấm E. Như vậy thì chúng ta đã chọn cái cột E là y nghiêng. Bây giờ mình không chọn y nghiêng nữa, mình chọn là in đậm đi, nó là pon, nó bằng true, enter. Đó thì ta thấy cột E nó sẽ được in đậm. Đó là cái chọn. Bây giờ mình chọn mở rộng ra, chúng ta chọn từ cột G sang cột Y xem sao. Không? G sang Y thì nó sẽ là gì? Copy này xuống cho nó lẹ đúng không? Rồi G đến cột Y thì mình sẽ đây là G 2 chấm Y. Ví dụ mình cho cái này mình không có chọn đậm nữa mà mình cho nó tô màu đi. Interior chấm color và bằng VB yellow, mình chọn cho màu vàng, bấm enter. Đó thì chúng ta thấy được là đây làm G đến Y. Tương tự nha, tương tự. Ví dụ như từ dòng 3 cho tới dòng 8 thì chúng ta sẽ sửa lại, ở đây là số 3 và ở đây là số 8. Được chưa? Rất đơn giản. Thì trong cái range này nó có một cái thuộc tính, đó là hôm trước mình đã nói, đó là selection. Selection này nó là trả về cái ô được chọn, trả về cái đối tượng mà được chọn trong cửa sổ hiện thời. Ví dụ như giả sử như là bây giờ mình sẽ viết một cái đoạn code, mình xóa hết dữ liệu trong cái từ OA1 cho đến OA8. Đó. Thì chúng ta sẽ có thể viết như sau: range của A1 2.A8 chấm selection chấm select. Đó, chúng ta enter xuống. Thì khi mà chúng ta enter xuống á, cái selection này nè, cái vùng chọn này nó được gọi là selection. Giả sử như chúng ta chọn là selection chấm clear content. Clear content. Ví dụ như mà các bạn quên lệnh đó, thì các bạn, tại vì cái selection này nó sẽ không có gợi ý những cái lệnh này, nó sẽ không có gợi ý những lệnh con này, cho nên là mình phải đây clear content, nó là cái này. Đó. Rồi chúng ta dán xuống. Mình phải lên đây để mình mượn cái lệnh đó, xong mình dán xuống. Các bạn nhấn enter thì các bạn thấy là selection là cái vùng này. Cái vùng này nó sẽ clear content, có nghĩa là xóa dữ liệu trong ô đó. Bây giờ giả sử chúng ta sẽ tô cái màu này thành màu xanh thì mình vẫn để là selection này, có nghĩa là cái vùng đang chọn này. Mình cho nó là tô nó màu xanh thì sao? Thì mình copy cái lệnh này xuống nè. Đó. VB green. Chúng ta nhấn enter. Đó, thì nó hiển thị màu xanh. Các bạn lưu ý cái selection này nó có một nhược điểm. Giả sử như là ví dụ như ở trên đó mình nhấn range của A1, chúng ta nhấn chấm một cái thì các bạn thấy nó gợi ý không? Nghĩa những cái lệnh này. Thì khi mình viết sai thì mình biết. Ví dụ như interior. Đó, chúng ta nhấn enter thì nó hiện ra cái lệnh cho chúng ta. Nó để khi mà chúng ta chọn lệnh thì nó không sai. Nhưng mà cái selection này nè, khi mình chấm nó không hiển thị. Nó không có gợi ý cho mình, cho nên nó gây cái sự mà khó khăn cho mình cái lúc mà viết lệnh, nếu như mà mình không nhớ cái lệnh đó. Thì đó là cái selection, để có nghĩa là trả về cái vùng chọn và sau đó là những cái lệnh nào mình muốn tác động lên cái vùng chọn đó. Được chưa? Mình nhắc lại, selection có nghĩa là trả về cái đối tượng đang chọn ở cửa sổ hiện thời, được không? Rồi. Bây giờ chúng ta muốn xóa tất cả. Hồi nãy giờ chúng ta làm quá trời đúng không? Làm quá trời thứ trên này. Bây giờ chúng ta muốn xóa tất cả những dữ liệu trên này. Thì thông thường mình sẽ chọn ô này, chọn vào cái góc này. Nếu trên Excel mình chọn cái góc này để chúng ta chọn hết bằng tính, và chúng ta chọn clear và bấm clear all. Đó thì nó sẽ xóa hết nha. Nhưng mà trong VBA thì mình sẽ làm sao? VBA sẽ làm sao? Thì nếu mà như theo cái cách hồi nãy á, nếu như cách hồi nãy á, thì mình sẽ sử dụng là chúng ta có thể là chọn hết tất cả các dòng, hết tất cả các dòng này, hết tất cả những dòng này và hết tất cả những cột này, hoặc là hết tất cả những cột để chúng ta xóa. Ví dụ như ở đây, giả sử như là range của từ dòng thứ 1 cho đến dòng thứ hình như chúng ta có 1 triệu dòng, 1 triệu bao nhiêu dòng đó. Đây là mình xem đây, 10485576, ví dụ như thế ha, 10485576 đó. Và chúng ta nhấn là clear như này, chúng ta enter là nó sẽ xóa hết tất cả những dữ liệu và định dạng, nó trả về chúng ta trang tính ban đầu. Nhưng mà nếu mình không nên làm vậy, tại vì đâu phải lúc nào mình cũng nhớ số dòng số cột này đâu, cho nên là chúng ta sẽ có một cái đối tượng nữa, đó là cell S. Chúng ta chấm clear thì cell S nó cứ tương tự giống như là worksheet và workbook vậy đó, nó sẽ chỉ về một cái ô nào đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có khai báo ô nào đó thì nó sẽ là chọn hết tất cả những ô. Thấy chưa? Đó, tại vì cell là đối tượng quản lý hết tất cả những ô mà. Vậy thì bây giờ mình sẽ ghi là cell S, có nghĩa là tất cả những ô, bấm clear, chúng ta nhấn enter. Đó, thì lập tức cái trang tính của chúng ta nó trở về trắng ban đầu. Cái lệnh clear này là lệnh xóa tất cả các bạn, xóa tất cả dữ liệu, định dạng, tất cả mọi thứ, trả về trang tính ban đầu trống rỗng ha. Rồi, như vậy thì chúng ta thêm một cái đối tượng nữa, đó là đối tượng cell. Được chưa? Cell thì nó hoạt động như thế nào? Giả sử như ở đây mình chọn ô A1 đi, thì mình sẽ viết ô A1 dưới dạng cell, không phải là range nữa mà là cell, thì nó sẽ viết như sau. Cell thì nó sẽ chọn cái tọa độ dòng và tọa độ cột ha. Row index có nghĩa là tọa độ dòng. OL1 thì tọa độ dòng nó là dòng thứ 1, và column index nó là tọa độ cột, là vẫn là số 1. Cho ta đóng ngoặc lại và chúng ta bằng 1 đi ha. Chúng ta giả sử gán cho nó một cái giá trị là bằng 1. Enter. Mình thấy không? Giả sử như chúng ta chọn OC5. Đó, OC5 thì được ghi lên như sau. C5 là số dòng. Chúng ta phải nhớ là số dòng trước nha, số cột sau. C chúng ta tính từ trái qua phải, ABC có nghĩa là 1, 2, 3. Vậy C nó là cột thứ 3, như vậy là 5, 3. Được chưa? Bằng chữ tin học Đông Phương, ví dụ như thế. Rồi, chúng ta nhấn Enter. Đó. Thì cell này, khi mà chúng ta viết lập trình, đôi lắm lúc chúng ta sẽ dùng range. Và một số trường hợp chúng ta không thể nào mà sử dụng range được, mà chúng ta phải sử dụng cell. Để cho đó là cái lý do mà chúng ta yêu cầu phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa range và cell. Thì cái đó thì mình sẽ ví dụ ngay sau đây để cho các bạn biết được cái tác dụng của cell. Đây là mình sẽ lấy một ví dụ về đánh số thứ tự nha. Ở bài trước mình cũng lấy một ví dụ rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ lấy thêm một ví dụ nữa, đánh số thứ tự, ôn lại luôn. Rồi, for chúng ta khai báo một cái biến y tms long, for y bằng 1 tu 10 đi ha, rồi next y. Như vậy thì chúng ta cần phải đánh số thứ tự từ ô A1 cho tới A10 là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 theo cái cách mà chúng ta sử dụng Excel, là chúng ta kéo như thế này ha. Như vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng range thì chúng ta sẽ có 10 cái dòng lệnh như này. Range A1 bằng 1, range A2 bằng 2, range A3 bằng 3. Như vậy thì nó rất là lâu, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lặp và chúng ta sử dụng cell này để chúng ta điền. Vì chúng ta trong cái vòng lặp này chúng ta chỉ cần gọi một cái lệnh đơn giản thôi. Row index là chúng ta đang ghi dữ liệu vào cột A, cho nên row index nó là y, còn đang ghi vào dữ liệu bằng cột A cho nên là nó là cột số 1 và bằng chính y luôn. Đó, Sau đó chúng ta chạy cái sub này về xóa này đi ha. Rồi mình sẽ chạy cái sub này, bấm đó. Đây là tác dụng của Excel và còn rất là nhiều cái ứng dụng của Excel nữa. Thì khi mà vào những cái bài tập thực tế thì mình sẽ lấy ví dụ thì các bạn sẽ hiểu thôi. Còn đây là mình chỉ ở giới hạn tới ở cái mức là mình giới thiệu cho các bạn biết được cái đối tượng Excel này, thấy chưa? Một số trường hợp thì Excel nó hay kết hợp với range để nó tạo một cái vùng chọn. Giả sử như ở đây mình sẽ tạo một cái sự kết hợp giữa range và cell cho các bạn xem. Mình xóa cái này đi ha. Bây giờ mình muốn chọn ô từ ô B2 cho tới ô E8 đi. Mình chọn cái vùng này ha. Thì bây giờ mình sẽ kết hợp cell và range cho các bạn xem này. Mình sẽ range mở ngoặc của cell mở ngoặc. Ở đây á, mình muốn chọn ô này á thì giống như là trong Excel của mình chọn là mình chọn ô đầu rồi mình giữ shift mình chọn ô cuối, đúng không? Thì trong cái trường hợp này yêu cầu chúng ta phải chỉ ra được ô đầu và ô cuối. Thì khi mà chúng ta dùng hàm range để chúng ta kết hợp với cell thì nó sẽ chọn cho mình một cái khối ô. Thì mình cần phải khai báo ô đầu và ô cuối. Ô đầu nó là ô B2, như vậy thì chỉ số dòng của ô đầu tiên nó là số 2, cột cũng là số 2 luôn, tại vì nó là cột B mà. Chúng ta đóng ngoặc hàm cell lại và chúng ta phải cell của ô E8. E8 nó là dòng số 8, cột E nó là 245, cột thứ 5. Và chúng ta đóng ngoặc hàm cell, đóng ngoặc hàm range. Rồi chúng ta cho nó bằng một cái số nào đó đi, số A nào đó đi, thấy chưa? Và chúng ta nhấn enter. Đó, thì các bạn thấy được là chúng ta kết hợp giữa range và cell để chúng ta chọn một cái khối ô, một khối ô như này. Chúng ta ghi cho nó giá trị A. Đó, đây là một cái sự kết hợp giữa range và cell. Các bạn nhớ cái sự kết hợp này để sau này chúng ta có thể làm một cái mảng động dựa vào cái chỉ số dòng, chỉ số cột biến động này. Thấy chưa? Các bạn nên nhớ cái nguyên tắc này nha. Thì ở trong cell lúc nãy là chúng ta có là selection. Bây giờ ở trong cell thì nó có một cái đối tượng gọi là active cell. Active cell nó giống như là active workbook hoặc là active worksheet. Active workbook là nó là cái bút hiện hành. Active worksheet là cái sheet hiện hành. Và active cell đó là cái cell cái ô đang được kích hoạt trong cái bảng tính của chúng ta. Ô được kích hoạt là như nào? Ở đây ví dụ như bây giờ mình sẽ tô đen cái vùng này từ P2 cho đến E8. Thì các bạn thấy là cái ô đầu tiên nó luôn luôn là nó cái màu khác với cái màu của những ô còn lại. Nếu mà mình chọn một ô thì đó là bình thường. Nếu mình chọn một ô á thì cái ô này cũng là selection, mà cái ô này cũng là active cell, tại vì chính nó mà cứ chọn cái nó là active cell. Nhưng mà nếu mình chọn một vùng thì active cell nó là cái ô đầu tiên này, thì nó là đang ô kích hoạt này, thấy chưa? Thì ví dụ như chúng ta đang để trà chuột ở đây, hay là chúng ta chọn một vùng này. Đầu tiên mình ví dụ đi, để trà chuột ở đây và mình sẽ viết một dòng lệnh. Giả sử để trà chuột ở đây đi ha, A10 đi ha, và chúng ta viết một dòng lệnh là active cell. Chúng ta sẽ bằng một cái giá trị nào đó, ví dụ như bằng 2, bằng 5 đi, chúng ta nhấn enter. Đó, thì cái ô này nó sẽ được, cái ô mà chúng ta đang chọn nó sẽ ghi giá trị lên. Có nghĩa là cái dòng lệnh active cell nó sẽ tác động vào cái ô mà chúng ta hiện tại đang kích hoạt này. Giả sử như bây giờ chúng ta chọn một vùng này ha, vùng này. Ta chọn vùng này, khi mà chúng ta chọn selection á, ta chọn vùng này. Khi mà chúng ta chọn vùng này thì selection nó chính là cái vùng này. Ví dụ như ta chọn vùng từ C10 cho đến E14 đi. Thì selection nó chính là cái vùng từ C10 đến E14, nhưng mà active cell nó chỉ là ô C10 thôi. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung này. Bây giờ nếu mà chúng ta gõ active cell bằng 10, chúng ta nhấn enter, thì Cái ô này nó là ô đang được kích hoạt thì nó chỉ đưa giá trị vào ô này thôi. Còn nếu mà chúng ta gọi là selection bằng 10, chúng ta nhấn enter thì cái vùng selection nào, vùng đang chọn nè, nó sẽ được ghi. Đó, có nghĩa là mình suy ra cái vùng đang chọn là selection và cái ô mà màu trắng trong này nó là active cell. Được chưa? Như vậy thì giả sử như chúng ta bôi đen một vùng này thì mặc định active cell nó sẽ là cái ô đầu tiên này. Ví dụ như chúng ta bôi đen từ dưới lên thì ô active cell nó là nằm này. Nếu mà chúng ta giữ control, chúng ta bỏ cái này đi thì ô này không được chọn, giữ control chúng ta kích vào một lần nữa thì ô này không được chọn, thì active cell nó sẽ là cái ô màu trắng này. Được chưa? Đó là khái niệm về active cell trong VBA. Rồi, như vậy thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn một số cái cách mà chọn, cách chọn một vùng ô, một vùng dựa vào range và cell. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái lệnh, đó là lệnh column và lệnh rows. Yeah. Như lúc nãy mình nói, giờ mình sẽ xóa cái này đi ha. Như lúc nãy mình nói là nếu như mà mình chọn một cái dòng số 6 thì mình sẽ gọi là range của 2.66 này. Chúng ta chọn là select .select. Chúng ta nhấn enter. Range của 6 chúng ta dư này, nhấn enter thì nó chỉ chọn một cái dòng 6. Còn một cách khác nữa, chúng ta sẽ sử dụng rows và chúng ta gọi số 6 ở đây. Bây giờ mình sẽ chọn khác đi, chọn số 7. Chúng ta chọn là select .select. Cái row này nó cũng không, khi mình chấm nó không hiện ra những cái phương thức hay là thuộc tính cho mình chọn, mà mình gõ đòi hỏi mình phải gõ chính xác. Chúng ta nhấn enter thì các bạn thấy là nó sẽ chọn dòng 7 đúng không? Tương tự với column có S nha, các bạn nhớ là rows này có S này là nó quản lý tất cả những dòng trong Excel của chúng ta, và column có S là nó quản lý tất cả những cột trong Excel của chúng ta. Nếu giả sử mà chúng ta không có gõ số bao nhiêu thì chúng ta chọn select như này, chúng ta enter thì nó sẽ chọn hết tất cả những cột. Tương tự dòng cũng thế. Nhưng mà nếu mình chọn một dòng, một cột nào đó thì mình sẽ mở ngoặc và mình cho nó cái số dòng, số cột. Ví dụ như chọn dòng 2. Nó giống như là worksheet và workbook như vậy ha. Select. Chúng ta nhấn enter thì nó sẽ chọn cho mình cột 2. Được chưa? Như vậy thì lúc nãy chúng ta muốn xóa tất cả bản tính thì mình có giới thiệu cho các bạn là cell nè, .clear nè. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là chọn là row s.clear. Cái này cũng như nhau ha. Đó là cái cell có S và row có S. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen đến cái column không có S và row không có S. Cái này là chúng ta sẽ quản lý, chúng ta những cái thuộc tính này là lấy quản lý cột xác định. Ví dụ như chúng ta muốn biết được cái chúng ta đang để trà chuột ở đây. Đây, ví dụ đây, chúng ta đang để trà chuột ở cái ô này. Chúng ta muốn biết được cái ô này nó nằm cột thứ bao nhiêu và dòng thứ bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta đang để trà chuột vào ở đây thì chúng ta có thể chọn là active cell hoặc là selection cũng được ha. Nhưng mà ở đây mình sẽ chọn là active cell .row. Chúng ta nhấn enter. Các bạn nhớ khi mà chúng ta muốn hiện kết quả ở dưới thì chúng ta phải có dấu chấm hỏi ở trước. Chúng ta nhấn enter thì các bạn thấy là nó sẽ chỉ cho chúng ta là đang nằm ở dòng 6. Tương tự như vậy, active cell .column chúng ta nhấn enter thì nó sẽ ra đây cột thứ 3. Được chưa? Rồi ví dụ giả sử như mình đang chọn một cái vùng chọn như này. Đây, giả sử mình chọn vùng chọn này. Bây giờ mình hỏi khi mà chọn cái vùng này thì trong vùng này có bao nhiêu dòng và bao nhiêu cột thì mình sẽ viết như sau. Trong cái vùng này chúng ta không thể xài Excel nữa mà chúng ta sẽ chọn cái gì? Select, selection chấm. Đó các bạn phải phân biệt được nha, phải phân biệt lúc nào chọn Excel và lúc nào chọn selection. Nghĩa cái vùng đang chọn thì chọn lại selection chấm row, row có S và chúng ta sẽ đếm khâu. Yeah. Chúng ta đặt dấu chấm hỏi trước. Có nghĩa cái vùng này đếm số dòng, cái số dòng trong vùng này và đếm khâu là chúng ta sẽ đếm. Cho bấm Enter. Thì các bạn thấy là cái vùng chọn này có 4 dòng. Tương tự như thế, chúng ta sẽ sửa lại row bằng là column S và chấm Enter. Thì nó trả cho chúng ta là 3 cột. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta viết như này, chúng ta viết như này selection chấm column hay là chấm row đi, thì nó hiện ra cái gì? Đó các bạn, nó hiện ra cái gì? Chúng ta nhấn Enter thì nó sẽ trả về cái số dòng đầu tiên của cái vùng chọn đó ha, trả về số dòng đầu tiên. Tương tự nếu mà ở đây là column thì nó sẽ trả về số cột đầu tiên của cái vùng đó. Bây giờ giả sử mình chọn cái vùng khác đi, chọn vùng này đi. Rồi, sau đó chúng ta vào đây, chúng ta chạy lại. Chúng ta nhấn Enter. Thì cột đầu tiên nó là cột C, đó là cột 3. Và tương tự row nó sẽ là cột cái dòng thứ 8 này. Enter. Này chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta muốn trả về địa chỉ của một cái khối ô hoặc là một ô nào đó. Giả sử như bây giờ mình đang chọn cái vùng này và chúng ta muốn trả về địa chỉ của cái vùng này thì chúng ta sẽ viết lệnh như sau. Chúng ta xóa hết cái này đi. Chúng ta sẽ chọn là selection chấm selection. Khi mà chấm các bạn nhấn Ctrl cách thì nó sẽ không có hiện ra cái gợi ý ha, mà chúng ta phải yêu cầu chúng ta phải viết đúng cái từ khóa address. Yeah. Thêm nhiều chấm hỏi trước. Enter. Thì đây nó sẽ trả về cho chúng ta là cái địa chỉ ô là từ ô B8 cho đến E12. Này chưa? Mình sẽ nói một cái bí quyết khi mà mình chọn selection mà bấm Ctrl cách á, mà nhiều khi mình không có biết cái chữ address nó viết ra sao thì các bạn sẽ làm như sau này. Các bạn lên phần sub này, các bạn chọn range của ô A nào đó, A1 đi. Các bạn chấm một cái. Đối với range thì nó hiển thị cho mình biết, còn selection thì không hiển thị. Nên nếu mình quên thì mình sẽ mượn range này và mình chọn address này, bắt đầu mình copy này, mình thả xuống. Hiểu không? Đó là cách mà chúng ta nhớ. Thật ra thì code nhiều quá mình sẽ không nhớ được đâu. Đôi lúc mình sẽ không nhớ được, cho nên là mình phải mượn như thế. Được chưa? Rồi, ví dụ như mình đếm số ô trong cái khối ô này có bao nhiêu ô thì mình sẽ viết như sau. Ví dụ như chúng ta cũng sẽ chọn là selection chúng ta chấm cell chấm khâu. Cell có nghĩa là ô, hồi nãy mình đếm dòng đếm cột rồi, mình thêm cái đếm cell nữa cho đầy đủ ha. Chúng ta nhấn Enter, không quên dấu chấm hỏi, nhấn Enter thì nó ra là 20 ô. Được chưa? Rồi một ví dụ nữa, giả sử như ở đây mình sẽ có 1 2 3 4 và dưới đây mình sẽ thực hiện một phép tính sum này, sum của ô này. Đó, thì mình sẽ viết như sau. Mình viết tại cái ô này cell bằng cell của ô dòng thứ 5 cột thứ 1 chấm value khỏi value cũng được, mà mình sẽ bằng là sum worksheet function. Mình lấy ra một cái hàm trong cái Excel của mình và mình chọn sum của range từ ô A1 cho đến ô A4. Rồi. Thấy chưa? Chúng ta nhấn Enter. worksheet function sum của range chúng ta thiếu dấu ngoặc. Chúng ta nhấn enter. Như vậy thì ở ô cell của A1, cell của ô A5 nó sẽ hiển thị cho chúng ta kết quả là 10. Các bạn kích vô đây thì nó chỉ có số 10 thôi, nó không có công thức. Như vậy thì làm sao để nó hiển thị công thức ở đây? Chúng ta muốn là như này. Chúng ta muốn là như này. Chúng ta muốn công thức nó hiện là sum từ A1 đến A4. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ không có mượn cái công thức sum của cái Excel nữa, mà chúng ta sẽ ghi như thế này bằng dấu hai nháy, và chúng ta sẽ ghi một cái sum trong này luôn từ A1. Có nghĩa là ở ngoài Excel mình ghi như thế nào thì vào trong cái công thức này mình ghi y như thế. A4 đóng ngoặc lại, đóng ngoặc kép. Đó. Và ở đây chúng ta thêm một cái nữa. Chúng ta có thể ghi là formula. Formula ở đây có nghĩa là công thức. Chúng ta không ghi thì cũng được. VBA nó hiểu là nó lấy cái giá trị ở đây. Ở đây công thức thì nó chứng tỏ nó là công thức. Chúng ta không cần ghi. Và chúng ta nhấn enter. Bây giờ xóa ở đây đi ha. Rồi chúng ta nhấn enter. Thì ở đây nó không phải là số 10 nữa mà nó hiển thị đúng cái công thức mà chúng ta muốn luôn. Thấy chưa? Như vậy thì từ cái ô công thức này mà mình muốn từ cái ô này nó chứa công thức. Bây giờ mình muốn lấy cái công thức, mình muốn hiển thị công thức của ô này ra VBA thì mình làm sao? Thì nó sẽ là range của range của dấu hỏi chứ, range của OB A5 chấm formula. Chúng ta nhấn enter thì nó sẽ hiển thị công thức của cái ô này. Đó. Này chưa? Và tương tự nếu mà chúng ta muốn lấy giá trị của ô này thì chúng ta sẽ sử dụng là range của ô A5 chấm value. Giá trị nó là value và các bạn nhấn enter thì nó sẽ là 10. Đây là một số cái thuộc tính mà sau này mình sẽ dùng rất là nhiều khi mà mình viết lập trình. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ học một số cái lệnh trong Excel này. Ví dụ như là chúng ta copy, cut và paste trong Excel bằng lệnh VBA. Thì cái lệnh copy paste trong VBA nó sẽ là như sau. Giả sử bây giờ chúng ta copy cái ô A1, chúng ta dán vào ô B1. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi như sau: range của ô A1 chấm copy. Và chúng ta cắt ra thì các bạn thấy được là destination này, có nghĩa là cái nơi dán. Thì chúng ta sẽ nhập cái ô mà nó dán tới đây luôn. Ví dụ mình dán tới ô B1. Rồi, chúng ta nhấn enter. Thì các bạn thấy nó lập tức nó dán từ ô này qua ô này. Nó copy từ ô này dán qua ô này. Tương tự với lệnh cut. Cut thì cũng tương tự, ví dụ như cut ô A1 đến C1 đi. Đó, chúng ta nhấn enter. Thì nó sẽ cut ô này, nó di chuyển qua bên này. Thấy chưa? Bây giờ mình làm một cái động tác là copy từ ô A5 sang ô B5 thử xem sao. Range của ô A5 chấm copy. Rồi, chúng ta sẽ dán vào ô range của ô C5 B5. Chúng ta nhấn enter. Các bạn thấy nó là 1. Như vậy thì khi mà chúng ta chọn viết lệnh như này thì nó sẽ copy tất cả, có nghĩa là nó copy giống như chúng ta nhấn Ctrl C và Ctrl V như bàn phím. Nhưng mà thật ra Excel á, Excel nó rất là nhiều cái lệnh dán. Mình bằng cách là mình kích phải chuột mình chọn backspace này thì trong đây nó có rất là nhiều lệnh dán. Này, rất nhiều lệnh dán. Như vậy thì để mà viết được trên một dòng lệnh thì chúng ta chỉ viết được là copy dán tất cả thôi. Còn giả sử như mà chúng ta muốn dán với dạng dữ liệu, với dạng value hay là dán nhiều kiểu khác thì chúng ta phải viết trên nhiều dòng lệnh. Thì ở cửa sổ MEDS này chúng ta không thể nào viết nhiều dòng lệnh chạy một lúc, cho nên chúng ta bây giờ chúng ta test dòng lệnh là chúng ta sẽ test trên cái sub này. Đó, giả sử mình tạo một cái sub mới. ví dụ như là copy paste. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một sub mới để mình test cái line copy, một số cái dạng copy cơ bản để các bạn nắm. Rồi giả sử bây giờ chúng ta gọi số 1 này, chúng ta xóa cái này đi ha. Các bạn nhớ là số 10 nó là công thức nha. Rồi bây giờ chúng ta muốn dán thì nó có rất là nhiều kiểu dán như sau. Các bạn muốn biết thì các bạn sẽ làm như sau. Ví dụ như mình chọn là range của ô A1 chấm copy. Và chúng ta enter xuống, chúng ta chọn range của ô B1. Giả sử như chúng ta muốn dán ra ô B1, chúng ta chấm paste, paste special. Ở trong đây nó chỉ có một cái lệnh paste special thôi. Nếu mà chúng ta để như này thì nó giống như là chúng ta viết như lúc nãy, viết trên một dòng thì nó sẽ dán tất cả. Còn nếu mà các bạn nhân cách ra đây, các bạn nhân cách ra thì nó sẽ hiển thị cách ra, nó hiển thị rất là nhiều tùy chọn ở đây. Đây có rất là nhiều tùy chọn pass. Đây là pass tất cả này, pass trừ cái đường viền. Và một số cái pass là cái pass mà mình hay sử dụng, đó là chúng ta sẽ pass value này, pass validation này, công thức này, và pass command. Đây là tất cả những lệnh pass. Ví dụ như pass thật ra đây những cái lệnh này nó tương ứng với trong cái lệnh mà pass special trong Excel của chúng ta đó. Đây chúng ta pass special đây. Đây tất cả những lệnh mà chúng ta có trong đó thì trong VBA nó cũng có. Các bạn cách ra một cái thì nó sẽ chọn này. Giả sử như bây giờ chúng ta muốn chọn dán value thôi thì chúng ta sẽ chọn là Excel pass value. Sau đó chúng ta chạy cái sub này. Tương tự bây giờ chúng ta muốn dán cái ô, hiện tại ô A5 này nó là công thức, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn dán qua đây nó là số 10, nó là dữ liệu value thôi chứ nó không phải là công thức, thì chúng ta sẽ sử dụng là pass special value, dạng value. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn là ô A5 dán vào ô B5 và chúng ta pass special và chúng ta chạy cái lệnh này, chạy cái sub này. Đó, thì các bạn kích vô này thì chúng ta chỉ thấy số 10 thôi. Đó. Thấy chưa? Thì trong những cái pass special này thì mình thường hay sử dụng nhất đó là cái pass value. Còn thỉnh thoảng chúng ta cũng hay cái pass format, cái pass định dạng đó. Giờ còn nếu chúng ta không ghi gì hết thì nó sẽ là pass bình thường, pass tất cả. Thấy chưa? Đây là cách copy và pass trong Excel. Thì nếu mà cut thì chúng ta sử dụng cho đây là cut thôi ha. Đối với việc mà chúng ta copy một khối ô, giả sử như ở đây bây giờ mình sẽ copy một cái khối ô từ A1 đến A4, chúng ta dán qua D1 đến D4 đi, thì chúng ta sẽ viết như sau. Mình copy cái sub này xuống và mình sẽ chọn là số 2. Mình sẽ copy từ ô A1 2 chấm A4. Chúng ta muốn dán ra cái cột D này thì ở cái phần pass chúng ta không cần phải chọn là D1 2 chấm D4, chúng ta không cần phải ghi như này, mà thực tế chúng ta chỉ cần ô D1 thôi. Thì cái Excel nó sẽ hiểu, VBA nó sẽ hiểu là chúng ta sẽ bắt đầu dán từ ô D1. Chúng ta chạy thử, bấm vô đây. Đó, có nghĩa là mình chỉ chọn ô đầu tiên thôi. Giả sử như mình dán ở ô D8 đi, ví dụ như thế. Rồi dán. Đó, chúng ta chỉ chọn một ô đầu tiên thôi. Đó là copy và paste. Bây giờ mình sẽ thực hiện xóa dữ liệu trong ô. Thì nó có những dạng xóa như sau. Chúng ta copy, chúng ta dán vào đây. Ví dụ như chúng ta đặt đây là xóa dữ liệu. Chúng ta muốn xóa dữ liệu từ A1 đến A5 thì chúng ta sẽ chọn là range của A1 2 chấm A5. Chúng ta chấm clear. Thì các bạn khi mà các bạn nhấn clear thì trong đây nó có rất là nhiều cái dạng xóa. Nó tương tự trong Excel. Trong Excel thì chúng ta cũng có cái dạng xóa như sau. A1, A5 này. Trong thẻ Home các bạn chọn clear này thì nó có những dạng xóa này. Đó, ví dụ như ở đây là xóa tất cả này. Còn đây là chỉ số format thôi. Còn đây là xóa nội dung. Còn đây là xóa comment và note trong cái ô đó. Đây là xóa liên kết. Thì trong Excel, trong VBA nó cũng thế. Nó cũng có như thế. Thì ở đây là xóa tất cả. Còn đây là xóa comment, xóa nội dung trong ô, xóa format, xóa hyperlink, xóa note và xóa outline. Outline là đường viền á. Như vậy thì để mà xóa nội dung thì mình chỉ cần là bấm Clear Content. Chúng ta nhấn chạy cái sub này. Chạy. Đó. Còn nếu mà như ví dụ như ở đây chúng ta có tô màu được các thứ. Ví dụ như đây cái vùng này chúng ta có tô màu nè, màu ô nè, màu nền, màu chữ nè, tô đậm, yên nghiêng nè. Bây giờ chúng ta muốn xóa tất cả những định dạng ở đây thì chúng ta sẽ đầu tiên thì mình lấy ví dụ là xóa màu ô đi. Thì Clear, mình chọn Clear Format. Chúng ta chạy cái sub này, bấm từ D1 chứ D. Rồi chúng ta bấm Clear Format, chúng ta chạy sub này thì các bạn thấy là xóa định dạng nhưng mà dữ liệu vẫn còn. Đó là xóa format. Còn nếu chúng ta không muốn xóa hết, chúng ta chỉ đơn giản nhé, bấm Clear thôi. Giả sử như ở đây chúng ta có màu mè các thứ, đậm nghiêng. Bây giờ chúng ta sẽ xóa, bấm Clear đây, chạy thì sẽ xóa tất cả. Như vậy thì chúng ta muốn xóa hết nội dung trong này thì chúng ta sẽ chọn là xóa hết nội dung trong sheet này luôn. Thì ôn lại thôi, Cell chấm Clear. Chạy sub này. Đó, nó sẽ xóa trắng. Thấy chưa? Một cái lưu ý mà mình muốn nhắc các bạn đó là trong VBA chúng ta sẽ không xóa những cái ô nào liên quan tới nối ô. Giả sử như bây giờ chúng ta sẽ có hai ô A1 và B1 sẽ trộn lại. Chúng ta dùng chức năng Merge Cell này, chúng ta sẽ trộn lại và chúng ta gọi số 1 như này. Ví dụ như thế. Bây giờ chúng ta muốn khi mà chúng ta trộn ô như này á thì giả sử như chúng ta bằng ô A1 ở đây thì nó sẽ ra là số 1, có nghĩa là cái số này nằm ở ô A1 ha. Nhưng mà trong VBA á, khi mà chúng ta xóa, giả sử như ở đây chúng ta xóa range của ô A1 chấm clear content. Ví dụ như chúng ta xóa nội dung trong ô A1 đi, chúng ta chạy cái sub này, chạy thì nó sẽ báo lỗi bạn không thể làm điều đó trên một cái ô nó đã bị gộp. Thấy chưa? Đó, cho nên là mình lưu ý với các bạn ở trong VBA, các bạn hạn chế tối đa cái việc mà chúng ta trộn ô trong Excel. Ở đây nếu mình muốn xóa số 1 này thì các bạn phải bấm ô A1 2.B1, chúng ta xóa khối ô này luôn, A1B1 thì chúng ta chạy sub này thì được. Đó, các bạn lưu ý nha. Bạn lưu ý chỗ đây. Như vậy thì qua những bài giảng thì mình đã đi hết được cái phần cấu trúc đối tượng trong VBA Excel, từ cái workbook cho đến worksheet và những cái thuộc tính, những cái lệnh để chúng ta tác động tới những cái range, column row. Thì bây giờ chúng ta sẽ chốt lại khi mà chúng ta viết lập trình á thì chúng ta sẽ trỏ tới đối tượng bằng cái công thức như sau. Chúng ta sẽ ghi là đường dẫn đến đối tượng. Các bạn chú ý nha. Đường dẫn tới đối tượng. Các bạn lưu ý như sau. Đầu tiên, đối tượng mẹ đó là application. Rồi tới chấm workbook. Mở ngoặc, tên file, tên file mà chúng ta muốn trở tới chấm sheet, mở ngoặc, tên sheet, chấm range. Range là cái địa chỉ vùng đó, có thể ô hoặc là một khối ô, địa chỉ vùng chấm và các thuộc tính của vùng. Cái chỗ đây có thể range hoặc là cell. Ở đây nha, range hoặc là cell. Ở đây chúng ta sẽ cell là đây là địa chỉ ô, các thuộc tính của ô. Đó. Như vậy thì khi mà chúng ta viết code á, để đơn giản á, thì chúng ta sẽ lược bỏ đi cái application này đi, lược bỏ nha. Như vậy thì cách lược bỏ đối tượng, nguyên tắc lược bỏ đối tượng, nguyên tắc loại bỏ đối tượng là application này, application này có thể bỏ qua. Có nghĩa là trong khi viết code chúng ta không cần phải ghi application luôn, bỏ nó đi. Nhưng mà theo nguyên tắc đầy đủ thì nó là như này, application có thể bỏ qua. Rồi active workbook hoặc là workbook có thể bỏ qua, thì Excel nó hiểu là code tác động lên, nó hiểu là file đang mở. Vậy là chúng ta không cần phải khai báo workbook nào luôn ha, chúng ta có thể bỏ cái này luôn này. Thì nếu mà chúng ta viết code mà chúng ta bỏ phần này thì VBA nó hiểu là chúng ta đang cái file workbook này là cái file đang mở, được chưa? Rồi. Nếu như tên sheet thì nó hiểu là sheet hiện tại. Nếu mà chúng ta có thể bỏ tên sheet, ví dụ như chúng ta viết đến đây thôi, chúng ta bỏ hết cái đoạn này, chúng ta chỉ ghi như này thôi, thì sheet hiện tại đang kích hoạt. Đó, đang kích hoạt như này. Được chưa? Nếu mà chúng ta không ghi tên sheet thì nó sẽ hiểu là sheet hiện tại đang kích hoạt của. Rồi bây giờ chúng ta nói khó hiểu quá đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ này. Chúng ta sẽ tạo một cái module nữa. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ sub một cái ví dụ lược bỏ đối tượng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một vài sheet nữa đi ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tác động lên cái ô A1 này. Bây giờ theo nguyên tắc thì chúng ta có thể là bỏ đi cái phần application và workbook, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà lược bỏ tên sheet nha. Ví dụ như ở đây chúng ta nếu mà ghi đầy đủ, nếu mà bây giờ chúng ta sẽ tác động lên cái ô A1 của cái sheet này, của sheet 24 này. Bây giờ giả sử mình đổi tên này đi. Ví dụ một bài tập đi. BT1 rồi BT2. Ví dụ như thế. Bây giờ mình sẽ viết, mình gán cho cái ô A1 của cái sheet BT2 này là số 10 thì chúng ta sẽ ghi như sau. Nếu mà đầy đủ á, thì chúng ta sẽ ghi là application này, rồi workbook. Nếu mà ghi đầy đủ nha thì workbook gì? Cấu trúc đối tượng. Là cái workbook mình chúng ta đang mở này, các bạn thấy không? Rồi chấm xlsx, đóng ngoặc lại, đóng ngoặc đơn lại. Rồi vì nó dài quá cho nên là chúng ta phải kéo ra đây, dài quá. Rồi chúng ta chấm, chấm tiếp workbook, xong rồi tới sheet worksheet, mở ngoặc, và chúng ta sẽ worksheet là bt1 chấm bt1 đúng không, chấm range của ô A1 bằng 10. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy lệnh này coi. Range thì bạn thấy bằng 10. Tuy nhiên thì theo nguyên tắc lược bỏ thì chúng ta có thể lược bỏ được application và cái này luôn. Được chưa? Bây giờ để dễ thì mình sẽ copy cái sub này ra. Và chúng ta đặt lại là số 2. Đó, bây giờ mình sẽ bỏ này, bỏ cái phần này. Đó, thì cái lệnh này và lệnh trên này nó như nhau, cũng là tác động vào một cái bút này, được chưa? Như vậy thì bây giờ mình sẽ chạy này, xóa số 10 này đi. Sau đó mình sẽ chạy. Được chưa? Đó. Ví dụ như khi mình chuyển qua sheet, mình xóa này đi, mình chuyển qua sheet 2. Mình chuyển qua cái sheet BT2, bấm chạy. Thì nó cũng chạy trên cái sheet BT1 đây, BT1 đây. Được chưa? Rồi, đó là cái ví dụ là mình bỏ hai phần này đi. Có nghĩa là application và workbook thì nó cũng sẽ tác động vào cái workbook này. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không có bỏ cái worksheet này luôn, bỏ này luôn. Thì giả sử như hiện tại là chúng ta đang active cái sheet BT1, chúng ta bấm run thì nó ghi vào cái sheet hiện tại, có nghĩa là chúng ta đang kích hoạt cái sheet BT1 mà, đúng không? Thì nó sẽ đưa vào dữ liệu vào cái ô A1 của sheet này. Nhưng nếu chúng ta kích vào BT2 và chúng ta chạy cái code này thì nó sẽ đưa cái ô số 10 này, giá trị này vào ô này, có nghĩa là tác động lên cái ô của cái sheet đang mở. Như vậy thì chúng ta rút ra, nếu như mà chúng ta không chỉ định cái sheet nào trước cái range này nè, mà chúng ta không chỉ định sheet nào thì nó sẽ tác động đến cái range của cái sheet mà chúng ta đang kích hoạt. Đây, cái sheet chúng ta đang mở đây, đúng không? Đúng không? Đó, ví dụ cái sheet 26 đi, chúng ta ví dụ như thế, và chúng ta chạy một lần nữa. Đó, thì sheet 10. Đó, cho nên là các bạn lưu ý, khi mà chúng ta không, nếu mà chúng ta muốn chỉ rõ ra được cái chúng ta muốn tác động vào ô A1 của sheet nào thì chúng ta cần phải khai báo cái tên sheet. Nếu không chúng ta khi mà chúng ta chạy lệnh á, thì nguyên tắc lệnh khi mà chúng ta mở sheet nào thì cái range đó nó sẽ tác động vào cái range của cái sheet đang mở, được chưa? Như vậy thì trong lập trình để cẩn thận thì các bạn phải nên chỉ định một cái sheet nào đó mà chúng ta muốn. Trong một số trường hợp mà chúng ta có thể lược giảng được cái tên sheet thì đó, cái sau này gặp trường hợp đó thì mình sẽ nói. Nhưng mà trong nguyên tắc thì chúng ta cần phải gõ tên sheet, được chưa? Ví dụ như ở đây mình sẽ thêm sheet BT1 vào ở đây, chấm ha. Rồi nhưng mà để mà đơn giản, giống như mình đã nói là cái chỗ worksheet này, để đơn giản chúng ta có thể viết dưới dạng sheet code. Sheet code là chúng ta không cần viết như này, mà chúng ta sẽ nhìn ở đây, chúng ta thấy được là BT1 sheet code của nó là sheet 12, đúng không? Thì chúng ta chỉ cần gõ là ở đây sheet 12 chấm range của A1 bằng một chữ A nào đó đi, ví dụ như thế. Rồi chúng ta chạy thử. Hiện tại chúng ta đang ở sheet 26 này cho nên nó không được, cho nên chúng ta phải chuyển qua BT2 thì các bạn thấy là đã ghi chữ A vô đây rồi. Cho nên là nếu mà các bạn chỉ định tên sheet thì khi mà mình chuyển qua cái sheet nào thì mình chạy cái lệnh đó thì nó cũng sẽ tác động vào, nó cũng chỉ tác động vào cái sheet mà chúng ta đã chỉ định thôi. Như vậy thì khi mà chạy á, code nó sẽ không bị nhầm lẫn. Đây là một cái vấn đề mà mình lưu ý cho các bạn nha. Như vậy thì tóm lại ở chỗ đây, nếu mà tên sheet bỏ qua thì nếu mà bỏ qua book thì nó sẽ là hiểu là file cái book đang mở, có nghĩa là active book đó. Còn nếu mà bỏ qua tên sheet thì nó sẽ hiển thị là sheet đang kích hoạt, có nghĩa là active sheet. Thì giờ nó sẽ hiểu là active sheet. Đây là cái nguyên tắc mà các bạn cần phải nắm rất vững nha, để khi mà mình viết code mình sẽ không có bị nhầm lẫn như cái này. Những người mới học mà chưa hiểu nguyên tắc này là rất là dễ nhầm lẫn. Rồi, còn một cách viết nữa mà chúng ta cần phải biết ở đây, mình sẽ copy cái này lại ha, copy nhãn qua. Thì mình sẽ có một cái cách viết để chúng ta rút ngắn lại cái này, là nó sẽ gọn hơn. Đó là chúng ta bỏ application này. Workbook hiện tại thì chúng ta sẽ sử dụng là rich workbook, có nghĩa là cái workbook này á. Còn sheet này chúng ta không cần phải ghi là worksheet, mà chúng ta sẽ ghi là sheet Shift có S và mở ngoặc là BT1. Đây là một cái cách viết khác của cái trên này, để khi mà các bạn đọc code thì các bạn cũng hiểu được đây là như nào ha. Đó, đây là cách là Rich Workbook .shift BT1 bằng A10. Chúng ta chạy thử nha. BT1 chúng ta kích qua. Rồi, chúng ta bấm play. Đây, chúng ta bị trùng. Bây giờ cho chúng ta sửa lại số 3 đi ha. Bấm chạy. Nhưng mà nếu mà ở đây giả sử như mà chúng ta bấm Rich Workbook mà chúng ta bấm Shift dưới dạng Shift Code 12 thì nó chạy được hay không? Bấm play thì nó báo lỗi. À, cho nên nếu như các bạn đã ghi Shift Code rồi thì ở dưới đây ở trước đây không có Rich Workbook. Mà nếu đã có Rich Workbook thì ở đây phải là Shift Code S. Sau đó mở ngoặc và chúng ta sẽ ghi tên sheet vào, ví dụ như BT1. Đó, đây là một số cách mà chúng ta sẽ viết. Chúng ta sẽ viết code ha. Ví dụ bằng chữ A đi. Đó. Được chưa? Như vậy thì bây giờ mình sẽ muốn điền A B C D và 4 ô này thì chúng ta sẽ copy cái này xuống. Copy này xuống B rồi C và D. Đó, như vậy thì các bạn thấy là trong cái sub của chúng ta có nhiều dòng lệnh. Các bạn thấy những cái phần này nó giống nhau, nó lặp lại này. Đây A2 A3 A4 chúng ta bấm run thử xem. Này, ABCD. Các bạn thấy là ở đây nó có những cái dòng lệnh nó bị lặp lại này, các bạn thấy không? Lặp lại. Đó, thì làm sao để chúng ta có thể rút ngắn được cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc câu là and with để chúng ta with của and with để chúng ta này, chúng ta sẽ sử dụng là with và and with. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong bài sau. Bởi vì video này cũng hơi dài rồi cho nên chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.